Cả nhà ơi, hôm nay Mùa Trái Cây dẫn cả nhà đi thăm cái cầu ngói ở Kim Sơn, Ninh Bình nha cả nhà. Cầu nó rất là đẹp luôn. Đó, đây nè cả nhà ơi. Rất là đẹp luôn nha. Đây là mẹ của Mùa Trái Cây và người chị dâu ha. Đi ăn giỗ về rồi ghé ha. Có mắng cây đa nhiêu độ vui thú mở ra hội chèo, khúc điền dân bé lại nghèo, hướng luật cái năm cô con gái nhà giàu chữ môn, tống quy có miếu âm hồn đấy. Tống quy có miếu âm hồn là ông giữ từ cái miếu tống quy đấy. Lạc Thiện có chợ có đồn cầm canh đấy, là chỉ nhớ được chợ Lạc Thiện là ngay ở làng mình đấy. Lạc Thiện có chợ có đồn cầm canh, Liêu Quang ba miếu rành rành, có thầy phù thủy đọc kinh cả đời. Hướng đạo là đất ăn chơi, ở cùng một chã lại ra ba chòm. Thổ vinh lắm của nhiều con, có cái cầu ngói Bắc Quàng qua sông. Đúng. Đây đây Con cái cầu lên ngói không? này, mẹ lên đi, lên đây con quay này. Không sao. Đây cầu ngói chả đẹp à? Ô cái cầu là toàn bằng đá không á mẹ ơi. Ô cầu ngói này rất là đẹp nha cả nhà ơi. Nhà thích chưa? Mẹ ơi. Để quay quay ấy nha, quay Mùa đang ở cầu ngói nha cả nhà ơi. Mùa sẽ quay cái cầu ngói rồi cho cả nhà xem nha. Cầu ngói Kim Sơn nha. Cầu ngói Kim Sơn Ninh Bình nha. Rất là đẹp luôn. Đây mấy mẹ con đi ăn đám giỗ về đó, mấy mẹ con đó, mấy mẹ con đi ăn đám giỗ về xong rồi là yên mẹ nè, mẹ ơi đó, đẹp nè. Đúng ra cái cầu ngói này rất là đẹp chứ. Ô, đẹp chưa cả nhà ơi, đẹp chưa nè, đứng quay đây. Ô, đẹp nhỉ. Đó, đẹp chưa, cầu gói rất là đẹp luôn cả nhà ơi. Rất đẹp cả nhà ơi. Mẹ quay đây chụp kiểu nè. Vậy nên nó ăn xong người ta mới dục về không có rồi. Từ nãy á, mẹ mới đọc đến cái chỗ có chiếc cầu ngói Bắc Quàng có sông á. Bây giờ mẹ đọc tiếp đi mẹ. Đọc nhá. Một mình một chỗ vẫy vùng, ở trên hàng phố dưới sông thuyền bè. Phát hiện xe đá trở về, các cô các cụ có xe thông hành. Nhà đá cột đá rành rành, nhà vua bốn góc xây thành bốn bên. Là hết. Vậy ha, hết cái vè đấy. À vậy hả, cũng ngắn đấy chứ nhỉ, cũng không ngắn dài mà. Đúng không? Nhưng mà lúc đó mẹ, ngày xưa lúc đó mẹ cũng phải 5-6 tuổi rồi, chả biết là thì mấy mẹ tuổi mới nhớ được chứ không thì làm sao đấy, mà là nhớ. Trước năm 45 đấy. Trước năm 45 chứ, gần năm 45 rồi lưu lạc đi thì đói khát thì cái nhớ biết đâu được cả nhà ơi.
Vậy là mùa trái cây đã dẫn cả nhà đi thăm cái cầu ngói á, ở quê của mẹ mùa trái cây đó cả nhà. Cái cầu ngói giờ người ta cũng tu sửa lại rồi đấy, nó không còn nguyên bản như ngày xưa, nhưng mà cái cầu đó rất là đẹp, nó giống như một cái di tích lịch sử ấy. Rất là đẹp luôn. Giờ Mùi đang trên đường về Trường Yên nha cả nhà. Về mẹ đọc được cái bài vè đó, 10 năm lưu lạc. 10 năm lưu lạc xong rồi về nhớ được cái bài vè đó đọc. Đọc vậy là cho cả nhà nghe, vậy là cả nhà lúc bấy giờ mới bảo òa lên, mới bảo ôi rồi ôi, tôi không cần cái nghi ngờ gì nữa. Vậy là với vui mừng quá, vậy là với đi làm một bữa tiệc ăn ăn cả nhà. Vậy là nói chuyện từ khi mà cả nhà là mẹ con là bồng bế nhau đi, bố chết rồi bồng bế nhau đi, là tôi nhớ là chị đương cõng ở trên vai, vậy là đem quăng xuống đường, quăng ta xuống đường là để đi, vậy thì đến lúc mà ta tỉnh.